Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn Active License trên các dòng firewall Cisco Firepower FPL Series chạy phiên bản firmware FTD. Tất cả các dòng FTD đều có chung cách cấu hình, do vậy thì các bạn có thể áp dụng cho tất cả các mã sản phẩm miễn sao các bạn đã cấu hình cho cổng MGMT của firewall có Internet là được. Các dòng firewall Cisco FPR1000, FPR2100, FPR3100, FPR4100 v.v. phiên bản FTD hiện nay đều sử dụng cách cấp phép thông minh của Cisco gọi là Smart Licensing, cho phép chúng ta mua và quản lý tập trung nhiều license trên một tài khoản. Không giống như cách cấp phép cũ dựa trên license file, giấy phép thông minh sẽ không bị ràng buộc với số serial cụ thể, nghĩa là các bạn có thể active license cho bất cứ thiết bị nào sử dụng được license đó. Các license sẽ được quản lý trên một tài khoản Smart Account của Cisco. Khi các bạn mua giấy phép thông minh cho firewall, license sẽ được đẩy về một Smart Account cụ thể. Smart Account này có thể là của các bạn hoặc nhà phân phối. Nếu các bạn không có Cisco Smart Account thì license có thể đẩy về tài khoản của partner hoặc nhà phân phối. Khi đó chúng ta chỉ cần xin họ token key để active license là được. Đây là Smart Account của mình. Trên này thì chúng ta có thể phân ra thành nhiều Virtual Account khác nhau. Ví dụ các bạn có các site Hà Nội, Đồng Tháp, Đà Nẵng thì chúng ta sẽ tạo Virtual Account cho các chi nhánh. Sau đó chuyển các license dựa theo số lượng thiết bị của từng chi nhánh để dễ quản lý. Còn mặc định thì tất cả license sẽ ở trong Virtual Account Default. Trên Smart Account chúng ta cũng chỉ xem được tình trạng sử dụng license và thời gian hết hạn thôi, không có gì nhiều. Firewall Cisco hiện nay có một số loại license cơ bản là Threat Defense, URL Filtering và Malware, và có một số kiểu kết hợp như trong bảng này. Mã TMC sẽ bao gồm đầy đủ các tính năng, các bạn lựa chọn tùy nhu cầu. Tuy nhiên thì mã license kết hợp như TMC thường giá sẽ thấp hơn khi các bạn mua 3 loại license riêng lẻ. Các ký tự bên này là ký tự trong mã đặt hàng license. Ví dụ các bạn mua license Threat cộng URL Filtering cộng Malware cho dòng FPR1010 thì mã license sẽ là FPR1010T trừ TMC. Các tính năng này chúng ta sẽ phải mua theo năm, có các tùy chọn là 1, 3 hoặc 5 năm tùy nhu cầu của các bạn. Mặc định trên firewall sẽ là base license vĩnh viễn, các bạn sẽ sử dụng các tính năng liên quan đến switching, routing, policing hoặc VPN side to side bình thường. Riêng phần remote access VPN thì chúng ta sẽ cần mua thêm license AnyConnect theo số lượng người dùng kết nối VPN. License tối thiểu sẽ là 25 máy trở lên. Các bạn có thể lựa chọn mã tùy theo số lượng thiết bị kết nối. License này cũng được cung cấp theo hai dạng. Một là License Advantage. Ngoài các tính năng VPN thì người dùng của các bạn cũng được bảo vệ bởi các nền tảng bảo mật tiên tiến của Cisco như Cloud Web Security, Cisco Umbrella, Cisco Secure Endpoint, v.v. License Advantage sẽ có hai tùy chọn là mua theo năm hoặc mua vĩnh viễn. Hai là License VPN Only. Loại này sẽ là License vĩnh viễn và các bạn chỉ sử dụng để kết nối VPN Remote Access được thôi. Các bạn lựa chọn mã cũng theo số lượng VPN client và license thấp nhất là cho 25 client. Về cơ bản thì Cisco sẽ có một số loại license này và tất cả sẽ được quản lý trên Smart Account. Do vậy, nếu các bạn mua license nhiều lần thì các license này cần phải được đẩy về một tài khoản Cisco Smart Account thì chúng ta mới active được. Tài khoản đó có thể là của công ty hoặc của nhà phân phối, miễn sao là chung một tài khoản. Do các firewall sẽ sử dụng cổng MGMT để kết nối lên cloud, do vậy các bạn bắt buộc phải cấu hình cho cổng này truy cập Internet. Để cấu hình cổng MGMT thì các bạn vào menu Management Interface trong phần System Setting. Nếu các bạn có VLAN quản trị riêng thì chúng ta chỉ cần kết nối cổng MGMT trên firewall vào switch quản trị.
Phần Management Gateway, các bạn chọn Use Unique Gateway for the Management Interface. Sau đó cấu hình IP cùng giải với VLAN quản trị, bao gồm cả Gateway là được. VLAN quản trị sẽ cần phải có policy để cho phép firewall kết nối lên cloud. Trong trường hợp không có VLAN quản trị riêng thì các bạn sẽ kết nối cổng MGMT vào một trong các cổng LAN của firewall. Ví dụ trên dòng FPR1010, các cổng từ 2 đến 8 mặc định sẽ thuộc VLAN 1 nên các bạn có thể cắm vào một trong các cổng này. Khi đó thì MGMT sẽ nhận IP thuộc giải Inside và truy cập Internet thông qua policy của cổng Inside này. Mình sẽ nối cổng MGMT vào port 2 trên firewall. Cổng 2 đã up. Mình sẽ để nhận IP DHCP. Cổng MGMT đã nhận được IP từ giải 95.0-24 của mình. Trên firewall thì mình đã cấu hình cơ bản các tính năng để mạng LAN bên trong có thể truy cập được Internet. Do firewall sẽ kết nối tới trang tool.cisco.com để active license, nên các bạn cần cấu hình DNS để firewall có thể phân giải được các tên miền này. Các bạn vào menu Object, DNS Group, tạo một DNS Group. Mình sẽ tạo DNS là 8.8.8.8 của Google. Quay lại menu Device. Vào menu DNS Server. Trong phần Data Interface, tích chọn dấu cộng và chọn các cổng sẽ sử dụng DNS Group vừa tạo. Mình sẽ chọn cả cổng Inside, Outside và Management. DNS Group chọn Group đã tạo. Tương tự với Management Interface. Sau đó deploy cấu hình xuống firewall. Quay lại menu Device. Truy cập vào menu Smart License. Khi các bạn cấu hình ban đầu thì firewall cho chúng ta dùng License Evaluation trong 90 ngày. Tuy nhiên thì đây là cho các tính năng cần mua License như là Threat, Malware, URL hay là Remote Access VPN thôi. Còn mặc định thì Bay License là vĩnh viễn, nên nếu các bạn không sử dụng các dịch vụ kể trên thì sau 90 ngày cũng không ảnh hưởng gì đến hoạt động của firewall. Nhấn Register Device để cấu hình Smart License. Chúng ta sẽ cần có Token Key để kết nối lên Cloud. Nếu License do nhà phân phối quản lý thì các bạn liên hệ để xin họ Token Key. Còn nếu License đã được đẩy về tài khoản của các bạn thì các bạn vào trang software.cisco.com. Manage License. Chuyển sang tab Inventory. Nếu có nhiều Virtual Account thì các bạn cần chọn Virtual Account đang chứa License của firewall. Mặc định thì chỉ có Virtual Account Default. Virtual Account này đơn giản là các bạn có nhiều license cho các hệ thống khác nhau. Ví dụ như là công ty có nhiều chi nhánh thì các bạn có thể tạo nhiều Virtual Account cho các chi nhánh đó và chuyển license của các thiết bị thuộc chi nhánh vào Virtual Account của chi nhánh đó để quản trị và tránh trường hợp active nhầm thôi, do Smart License không bị ràng buộc bởi Serial. Mình đã tạo một Virtual Account để test. Trong này mình chưa có license nào, tuy nhiên thì không vấn đề gì, chúng ta vẫn có thể cấu hình Smart License bình thường. Sau khi xác định đúng Virtual Account thì các bạn quay lại tab General. Nhấn New Token. Proceed.
Expire after là thời gian để chúng ta sử dụng token này. Khi hết thời hạn thì chúng ta sẽ không dùng token này để đăng ký được nữa. Mình sẽ để 30 ngày. Max number of user là số lượng tối đa thiết bị có thể sử dụng token này. Trong hệ thống của các bạn có 10 thiết bị sử dụng Smart License thì chúng ta sẽ nhập 10 hoặc hơn. Nhấn Create Token. Sitco sẽ tạo một token ở phía dưới. Các bạn vào cột Action, chọn Copy. Quay lại giao diện web của Fireworks. Dán token mà chúng ta vừa copy vào ô token. Các mục khác các bạn để mặc định. Nhấn Register Device. Các bạn chờ một lát, Fireworks báo Connected là chúng ta đã kết nối thành công lên Smart Account. Trong trường hợp kết nối bị lỗi thì các bạn chỉ cần kiểm tra cổng MGMT và Policy xem Policy có chặn port cloud của Sitco hay không thôi. Các bạn sẽ cần mở các port 443, 80, 8443 và cho phép truy cập tới một số link này của Sitco. Thông thường sẽ là tool.sitco.com port 443. Sau khi kết nối Smart Account thành công, các bạn quay lại Sitco Portal. Chuyển sang tab License. Các bạn sẽ thấy có một bay license mới hiển thị. Đây là license vĩnh viễn được đẩy từ Fireworks lên. Bây giờ các bạn có thể bật các tính năng trên Fireworks để sử dụng nếu có sẵn license. Fireworks của mình không có license nên nếu mình bật lên thì license sẽ hiển thị -1. Mình sẽ bật thử. Các bạn có thể thấy Fireworks sẽ hiển thị là license is out of compliance. Trên Smart Account sẽ hiển thị license cho thread với thông báo insufficient license. Available to use sẽ là số lượng license đã mua, hiện tại của mình là 0. Các bạn mua license nào thì bật tính năng đó lên là được. Sitco sẽ trừ đi theo số lượng thiết bị mà các bạn enable tính năng. Còn nếu không có license hoặc không sử dụng thì các bạn disable đi, chỉ đơn giản vậy thôi. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn kích hoạt license trên các dòng Fireworks Sitco FPR chạy phiên bản firmware FTD. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi với nhau nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.